Ok, hello, chào các bạn nha. Ok, chào mừng các bạn đến với channel Lindo Vlog sang ở châu Phi. Các bạn nha, hôm nay Lindo thử lắm một món ở nhà, món bắp bắp rambo nha các bạn nha. Về con cùng cháu Silo ở ngoài sân kia để cho ngồi ở ngoài sân kia để cho nó thoải mái các bạn ạ. Ok. Lindo không biết, chưa làm lần nào. Lindo hôm qua đã comment có mọi người ấy, mọi người bảo Lindo thử làm bắp rambo nhé các bạn. Lindo hôm qua cũng xem video rồi, xem video các món rồi ấy. Này này các bạn nhé, thấy chưa này. Video hôm qua Lindo xem rồi các bạn chưa? Đấy. Đấy. Như thế này nhá. Ok, Lindo bây giờ Lindo làm nhá các bạn. Lindo xem video này biết nguồn liệu rồi. Đấy. Căn nguồn liệu gì là Lindo biết rồi. Bây giờ các bạn cho tí nhá, cho tí là Lindo để đi mua nguồn liệu nhá để Lindo rán. Mình cho các bạn xem như thế nào nhé các bạn. Ok. Đợi đi. Bây giờ lên đồ đi mua nguồn liệu đã. Ê các bạn. Mình đi mua nguồn liệu về rồi. Vừa đang rửa bát kia. Mai đây đi chứ? Hola. Mai đây là chào các bạn ấy. Ok, hello chào các bạn, mi tesi. Dạ. Sabe que es esto? Não. Esta aqui, sim. Eu quero experimentar a fazer pipoca. Sim, obrigada. Yeah. Então tem que ter açúcar e isso aqui. Sim. E, yeah. Sim, obrigada. Agora sim vou fazer experimentar para a mulher provar, já? Yeah? Sim, obrigada. Yeah. Sim. Vamos lá, vou coer, rabat. Ah, Silo, Lídia, tchau, cabane. Silo, bacon. Tchau, Silo, bacon. Tchau, cabane, Silo. Tchau, cabane. Me tem, Silo. Fala, tchau, cabane. Chào các bạn, mình tên Silo. Chào các bạn, mình tên Silo. Ok, Lydia, ô xem phải đẹp bộ cả nhá. Ok, để mọi người vào vào nhá. Khơi Lindo làm như thế nào nhá. Đấy, để cho mọi người xem luôn, nguồn liệu, mua nguồn liệu gì. Đây là bơ các bạn nhá. Đây là nước và đây là ngô nhá. Ngô, mua 2 cân. Ok, bây giờ Lindo sẽ bắp ngô ra để ngô mô sau là Lindo trộn nhá để cho sạch. Lấy cái nuôi này. Cái thau này. Ok. Đấy. Không biết Việt Nam có nhiều thứ muốn làm món ngon nhiều thứ lắm. Việt Nam ngô được làm sữa này, ngô làm được sữa này, đấy. Cũng bắp rán này, bắp rán bò này, quá tuyệt vời. Ở đây. mười ngày cho thì 5 phút nhá, đợi 5 phút xong. Ngô cũng sạch rồi, không bằng nhiều đâu. Đấy. Nghe chưa? Lydia. Silo, anh đã phát lần này Lydia, phát lần cho các bạn. Đấy, cũng dầu ăn nữa, dầu ăn ở nhà có rồi, các bạn quên, ở nhà có rồi. Để cho mọi người xem biết luôn. Không cần nhiều, dầu mỡ không cần nhiều đâu. Cần ít thôi. Xin lỗi mọi người không giới thiệu. Ok, bây giờ đấy, vào bếp để rán luôn nhá. Mười ngày theo Linh rồi nhá, làm như thế nào nhá. Ok. Dầu ăn tước.
thì thôi. Đấy. Để cho rau nóng ra, rau ăn nóng ra. Đấy. Đấy, phải hấp nhiều món. Phải hấp nấu nhiều món các bạn ạ. Chứ không phải là hấp biệt nấu phui chắc phui thôi. Thì thôi nhá mọi người ạ. Rồi. Khoan ạ. Chốt cho bạn đó. Ok, để đi nhá. Để coi để xem như thế nào. Khi mà bùng, liên đồ sẽ nắp lại đây lại nhá. Hay là đây lại gì luôn? Đây lại gì luôn? Để cho nó nóng. Mọi người bù. Thôi, đúng rồi hư. Đúng rồi trời, hư. Mày phút nữa. Dạo lắm mày, không nghe là cái gì. Ôi, bắt đầu. nhanh lên, lắm đâu. Đấy, nghe chưa? Ui. Chắc chắn đến được. Cà xoài, cà pu cà xoài đấy. Để cho nó không chảy một bên. Ê, thơm ạ. Ngon này cũng thơm các bạn ơi. Bộ chắc rau ăn cũng thơm rồi. Tí nữa bộ thêm đồ thêm bơ về đường. Ui giờ quá tuyệt vời. Ok. Đó, để xem. Ok. Ê, thôi. Ok. Thôi nha. Ôi giời. Yeah. Thôi nha, đúng rồi bảy nữa. Oh. Mọi người thấy chưa? Đèn ù. À, các bạn thấy chưa? Ôi giời, phải rồi là chưa có. Rồi, chưa hết này. Đồ cá luôn. Nhìn thế này à, thế nhìn đồ được rồi. Ok nha các bạn nhá, thấy chưa? Bây giờ nhìn đồ thế làm hết luôn đấy, làm hết ngon luôn đấy. Đấy, nhìn đồ xem video rồi, xem cả video rồi. Đấy, xem video được. Đấy, không biết là nhìn đồ nghĩ là ui giời không được, không biết là nó răn ngô bắp ngô răn. Ok, để cho bổ ngô ra tí nữa răn hết ngô này đến đó sẽ cầm cái bơ về đường đồ nước đồ trong này để cho nó ngọt ngon. Linh đồ bò đồ bơ này là vào rồi. Bây giờ Linh đồ sẽ đổ đường vào nhá các bạn. Đổ đường vào. Như thế này được đó. Rồi. Như thế này. Lần đầu tiên thì đồ làm từng đi thôi để cho thử thức
anh em ăn khi anh em ăn thịt đấy, và Linh Đỗ sẽ làm một bàn nhiều hơn nhé các bạn. Bây giờ Linh Đỗ đổ ngô vào, đổ bắp ngô vào. Ui rồi thơm, ui, thơm thật đó. Khoan nào, dầm bếp nhỏ đó. Thơm lắm. Thơm lắm. Thơm lắm. Đúng rồi, có thêm bơ, đường là thơm. Như thế này thôi. Đấy. Đấy. Các bạn ơi, được rồi. Bây giờ chúng tôi sẽ đổ ra nhá. Thơm. Như thế nào các bạn? Đấy. Đây. Quá thơm. Thơm thật không đùa đâu. Đấy. Như thế nào? Ok, làm tiếp. Linh Đỗ rằn ngô xong rồi nha mọi người. À, thì bây giờ Linh Đỗ múc cho vào thuốc, múc cho vào về cháu, về con. Đấy. À, thì đi sang ở nhà anh em. À, từng đi được rồi. Mai ra đi thôi. À ha. Como está será? Prova só, vê. Pega. Sim. É mesmo para vocês, obrigada, Lídia. Obrigada. Lídia está a fazer o quê? Ah. Está a cuidar. Xiló, come. Come. Está a cuidar, né? Sim. Agora, assim aprendemos mesmo coisa. Vai ter que. Ah, o quê? Coisa. Manteiga com açúcar, né? Sim. Agora nós já andávamos aí. O quê? Experimentar lá. É, vou antes, thầy. Nghe bảo ngon. Thì bây giờ Linh Đỗ sẽ đi sang nhà anh em để cho anh em ăn thử để xem Linh Đỗ nào có ngon hay không nha các bạn. Oh, anh Domingo đây này. Oh, Domingo. Yeah. Agora espera só já. Anh đã bị cho các bạn này. Ok, hello, chào các bạn, mình tên Domingo. Ok, espera ainda, cho hai mamá thuốc. Espera, hoje vamos provar pipoca que eu fiz mesmo. Não, tá bom, yeah? Tá bom. Ok. A licença, mamá. Sim, yeah. Sim. Hoje fizemos pipoca. Tá bem. Eu não sei se tô mesmo, fiz mesmo bem, não. Se tá com o Iacomo, mas não. Ainda... Vou entregar isso na mamá. Sim. Pode pegar um prato. Sim. E uma colher para tirar, tá para provar. Tá bem. Sim. Tá bem. Yeah. Isso, é assim. A mamá, as duas mamás falam: tchau, Kakban. Tchau, como? Tchau, Kakban. Kakban. Yeah. Tchau, Kakban. Tchau, Kakban. Ok. Yeah. Mamá, yeah. Sim. Ok. Muito hai mamá, ha? Ok. É. Experimentar, provar como. Não. Sim. É saboroso. Já. O coisa. Essa pipoca. Sim. Também foi. O manteiga. Uhum. E açúcar e óleo. Só. Tá chorando mesmo. Não, tá bonito, tá doce. Ah, tá bem. Bem. Ai, mamá bảo là thơm, ngon lắm. Nhưng mà Linh Đỗ làm loại khác nhau. Quá tuyệt vời, ngon hơn.
Ok, muito obrigado. Bom trabalho, já. Sim, já. Anho. Bap ranbo, anho. Anh thử đấy, anh thử coi răng ấy. Anh thử để xem như thế nào. Cho anh đang làm, anh làm để cho liên đồ cho anh một tí thôi để anh thử ngon như thế nào nhá. Anh ơi, đây nhá. Đây nhá. Ok, dạ. Dạ, obrigado mày. Sí. À, anh Domingo kia. Anh Domingo kia. Đấy. Ở nhà đây 10 ngày đi làm hết rồi. Chứ có chắc anh Domingo thôi. Để lên đồ hồi. Quay mà nó, phải gầy. Pipoca. É o que fiz. Já. Vamos lá comer, mano. Eu não sabia, também aprendi mesmo só a ver vídeo. Ok, ok. Como é que se faz. Ok. Essa aqui tá cheira bem, né? É, foi bom, é. Hã? Sabe como... Bom, né? Também meti lá coisa. O quê? Manteiga. Ok, ok. Açúcar. E óleo. Mano. Né? Mano, tá era guloso. Né? Quando bom, né? Agora. Mãe, quando é pra ele? O Guaija. Os outros estão onde? O quê? Os Matilói. Vitor, o Matilói e Fedi. Estão aí. Oh. Rápido, acabou. Rápido, quando é? Ah, Vitor, ele veio. Anh Lói, dando lá motão. Oh. Eu pensei que já foram ainda, não quer trabalhar no outro lado. Tem pipoca. Já. Agora é assim. Ok. Hoje eu fiz essa pipoca aí. Copiei só mesmo nos vídeos aí para experimentar. Mas ainda estou experimentando meus irmãos para provar se saiu bem. Sabe que a sucola é com posta? Então. Vai, ainda. Não encontrar nada. Ok. Home. Tom, será bem? Tom. Tom. Tom ngon. Tom ngon. Yeah. Yeah. Ngon he. Yeah. Ngon he. Tá bem? Manteiga, açúcar e óleo. E óleo alimentar. Yeah. É pela primeira vez. E os outros, os cota Beto, todos mesmo, já foram trabalhar, né? Todos, Miguel, Gabi, tudo foi. Oh. Quando que vai aí, Fedi? Ah, o Fedi, tá onde o Fedi? Tá aí, tá fazendo o quê? Tá na hora de chamar. Ah, já. Tá me recusar, vamos começar a hora de chamar. Fedi, ô! Fedi! Né? Mano. É, foi um homem. Sabe? Né? Não, mano, sabe que prepara mesmo, né? Né? Fedi, acabou, né? Tá bom. Eu vou fazer. Não, não é igual a ninguém. Não é igual a ninguém. Meti manteiga, açúcar e óleo normal. Esse é o alimento. Aí, cabana, já. Tem nai lá dentro. Se cat de cho mọi người về, đi làm về. Dentro se cho mọi người. Cho mọi người để ăn thử nhá. Tại vì thiếu nhiều anh em, anh Beto, anh Pascual, anh Miguel, cháu Ariano, anh Đi Clark, nhiều lắm rồi. Nhưng mà đi đồ cắt, đấy. Chiều này đi đồ cho anh em. Ok các bạn, hôm nay nấu một bap ranh bơ, đấy, tuyệt vời. Ok, mọi người theo video này, hãy thấy ý nghĩa và đăng ký kênh Lindo Vlog Cuộc Sống Ở Châu Phi. Ủng hộ hai vợ chồng em nha. Chào các bạn.